Em sẽ hướng dẫn anh chị chơi một con quét đào BTC miễn phí anh chị. Đây là bằng chứng của những người thanh toán được anh chị. 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.5 nè, 0.5 nè. Đầu tiên anh chị muốn chơi con quét này, anh chị phải có ví BTC anh chị. Ví cô bay á. Hoặc ví nào cũng được chứ. Nhiều ví lắm. Đây mình em sẽ copy ví của em vô đó, em sẽ hướng dẫn anh chị đăng ký luôn. Ok. Kỹ ta. Rồi, em sẽ copy, em sẽ vô đăng ký. Rồi, em sẽ copy. Rồi. Em sẽ qua em đăng ký. Rồi, em sẽ bắt cái đường em xin lỗi nha, em lỡ kêu nhập mã pin là mật khẩu của anh chị đó. Anh chị nhớ nha, 4 số thôi. Rồi anh chị bấm vô star min. Rồi vậy là sau khi mình vô là tự động đào anh chị. Em chơi hồi chuyển qua nay em được là 0.0000 min gút là 0.0005 BTC anh chị. Còn dưới đây anh chị nào muốn đầu tư thì đầu tư dưới đây nè. Anh chị đầu tư thì tốc độ đào mạnh lên anh chị. Anh chị đầu tư là 0.0005 đây. Đây anh chị muốn tăng tốc độ đào, anh chị click vào cái phần ba dấu gạch trên đây nè. Rồi anh chị bấm vào nút tìm file nè. Đặng anh chị chia sẻ bạn bè anh chị, nâng tăng tốc độ đào lên. Mạng em lag quá. Anh chị muốn chia sẻ anh chị lướt xuống anh chị sao chép cái copy cái đường link này nè anh chị. Anh chị đi giới thiệu bạn bè, anh chị sẽ tăng tốc độ đào. Còn khi nào anh chị đủ min gút là 0.0005 thì anh chị bấm vào withdraw gút anh chị. Còn đây em thì cũng mới chơi rồi nên không có đủ min gút. Rồi nay em sẽ review thêm một con đào BTC miễn phí cho anh chị luôn. Anh chị con này là hiện giờ là nước ngoài. Hãy đang vô link mô tả của em thì nó sẽ diện Sydney hoặc Upshore. Nếu không chị lên Sydney đi gõ từ coi lúc. Rồi sau khi anh chị gõ vào thì anh chị đăng ký cái hội hoặc là một cái Gmail Facebook gì đó. Rồi em sẽ hướng dẫn anh chị chơi một con này. Đây có bốn nút gạch nha anh chị. Sau khi anh chị vô thì giao diện chính là gì nè, Phan. Ta tổng cộng như ta. Sao bữa nay mình quên kỹ ta. Nè anh chị, sau khi anh chị vô đây thì kiếm đồng ETH hoặc là Bitcoin anh chị, BTC nè. Anh chị kiếm đồng CC này đặng mình đổi ra Bitcoin hoặc ETH anh chị. Đây em hướng dẫn anh chị kiếm luôn. Anh chị qua ba dấu gạch hình dưới nè, hình trang cá nhân của mình nè. Ủa, qua bên cái hình này nè. Hình bàn phím á, rồi anh chị lướt lên. Ủa, anh chị bấm vô BTC chứ. Sao mình lộn hoài ta? Rồi anh chị bấm vào vô hỏi nè. Cái nút đỏ đâu mất tiêu rồi ta, mình quay cho người ta biết. Rồi sau khi anh chị lướt lên cái tự động là cái dòng này, dòng quay nó chạy anh chị, là mình nhận được một CCC. Sau khi anh chị Phan, để em lướt cái gì cho để em lướt rồi em qua em vô em quay cho anh chị coi, có khi mình trúng nãy kia anh chị.
tại em chơi nhiều quân quét quá nên em cũng hơi quên. Rồi sau khi anh chị nhận một đồng xe, anh chị thoát ra đi. Anh chị về trang cá nhân nè, anh chị vô phần hộp quà nè, anh chị thấy không? Anh chị bấm vào. Rồi, anh chị quay, anh chị kiếm 5 đồng CCU nè anh chị. Rồi anh chị quay. Anh chị bấm vô lại quay. Anh chị kiếm 5 đồng mới quay được nha. Ồ, em trúng được 0.0001 ETH nè anh chị, rất ngon anh chị. Sau khi anh chị đủ min gút thì anh chị vào đây nè. Phan đâu ta? Nè, anh chị vào một CCU nè anh chị. Rồi. Anh chị ở CCU này qua ETH hoặc là BTC anh chị, min gút là 0.0006. Min gút nó là đây nè. 0.0006 BTC. Rồi. Mã giới thiệu của em nè anh chị. Anh chị nào có ủng hộ thì ủng hộ. Còn anh chị không ủng hộ cũng, thì cũng được đó. QLDG40 là mã giới thiệu của em anh chị. Rồi mình, anh chị copy cái mã giới thiệu của mình đăng, anh chị đi chia sẻ cho bạn bè anh chị. Rồi video sau em sẽ, anh chị còn muốn kiếm điểm thêm, anh chị bấm vào cái phần cái viết nè. Lộn ta. Anh chị bấm vào phần hình vuông anh chị. Hình vuông là hình khảo sát anh chị. Anh chị lướt xuống. Rồi anh chị bấm vào một mấy những kim boy nè, một new ta này là giống khảo sát của ta. Rồi rõ ràng anh chị bấm vào mấy hình này tự tìm hiểu anh chị. Em xem video sau em sẽ hướng dẫn anh chị auto chat app. Đây là anh chị bấm vào cộng 5 điểm nè. Rồi này là name, là ghi anh chị ghi name của mình, anh chị sell. Còn đây là anh với outbook là TP Smith, là này nó kêu là giới thiệu một con vật nào, giới thiệu một cái món gì đó, anh chị giới thiệu gì thì giới thiệu đại đi, là sẽ nó sẽ cộng cho anh chị 5 điểm CCU. Rồi anh chị vô đây nhận hàng ngày anh chị điểm danh nè. Nè nhiều một kiếm đồng CC lắm anh chị, con này ngon chứ. Sau khi anh chị vô thì đăng ký một cái tài một số điện thoại, nó sẽ gửi anh chị về một cái mã code, và anh chị nhập cái mã giới thiệu của em có để dưới phần mô tả đó. Vậy là xong rồi. Đây là bằng chứng những người này giá cả. Đây là bằng chứng những người kiếm giỏi nhất đứng hạng nè anh chị. Chị này nè. 45.664 CCU gì nè anh chị. Rồi, vậy video của em đến đây cũng kết thúc. Anh chị em nào có không hiểu gì thì có để lại comment bên dưới. Bên dưới video em sẽ hướng dẫn. Còn anh chị ở đây thì anh chị follow anh chị. Rồi, vậy video sau em sẽ hướng dẫn anh chị chat app này, nếu mà thành công anh chị em sẽ làm, còn không thành công em không làm. Rồi, xin chào tất cả. Tạm biệt mọi người.